Hello, xin chào các bạn. Không biết là các bạn bây giờ đã có thể quay trở lại cùng với chị ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay chưa? Nếu như mà các em đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nha, được không nào? Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phần kiến thức như ở trên tiêu đề của phần phát trực tiếp ngày hôm nay, đúng không ạ? Đó chính là chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu xem làm như thế nào để có thể viết được cái mở bài và kết bài hay cho dạng cảm nhận văn học hay là dạng phân tích văn học. Nếu như mà các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá, được không? Hello, xin chào, chị đã thấy những bạn đầu tiên bắt đầu gửi lời chào tới chị rồi. Các em đi học về chưa? Xin chào Yến Nhi, xin chào Mai, xin chào Bảo Bình, xin chào Trúc Anh, xin chào các bạn. Ok, xin chào Trúc Anh, xin chào em. Ui, nhiều bạn quá. Cảm ơn các bạn. Ok, xin chào Minh Thư, xin chào Mai Thi. Các bạn ơi, nếu như các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé. Các bạn đi học về chưa? Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về cách làm thế nào để trong một cái khoảng thời gian siêu ngắn mà chúng mình có thể thiết lập được một cái mở bài ấn tượng, một cái mở bài đầy đủ. Xin chào các bạn. Xin chào Thùy Dương. Rồi, mình sẽ đợi thêm nhé, đợi thêm các bạn một chút. Ok, xin chào Đoàn Vi. Câu hỏi đầu tiên mà chị dành cho các bạn đó là không biết là có bạn nào ở đây mà đang gặp cái vấn đề là chúng mình tốn rất nhiều thời gian cho phần mở bài không? Ở đây ai gặp những cái vấn đề khi mà viết mở bài mà kiểu rất là khó khăn đấy? Nhà có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khang trang. Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng, lớn lên làm người, mong một tương lai sáng lạng. Rồi, ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi chiều ngày hôm nay cùng với nhau nhé. Chị đã thấy khá là đông các bạn đã có mặt ở đây rồi. Và bây giờ chị đang muốn hỏi các bạn là không biết các em ở đây có bạn nào đang cảm thấy rằng khi làm dạng đề phân tích hay là dạng đề cảm nhận văn học, các em tốn cực kỳ nhiều thời gian cho phần mở bài không? Mà thậm chí sau khi tốn nhiều thời gian như thế rồi, các bạn còn vẫn cảm thấy không ưng ý cơ. Kiểu các em vẫn còn cảm thấy là kiểu không ưng ý về cái mở bài mà mình đã viết cơ. Có những bạn nào ở đây thường có một cái suy nghĩ và cái cảm giác như vậy không ạ? Ồ, tại sao lại mờ thế nhở? Các em có nhìn thấy màn hình bị mờ không? Ok, ok, ổn định lại rồi đây. Nào, những bạn nào đang cảm thấy là mình viết một cái mở bài sau khi mà mình viết xong, mình vừa tốn nhiều thời gian rồi nhưng mà mình lại cảm thấy không ưng ý. Có những bạn nào ở đây thường gặp vấn đề đó không ạ? Bởi vì chị biết rằng là ấy, ở thời điểm hiện tại, đề thi vào trung học phổ thông của chúng ta ấy vẫn sẽ chỉ xoay quanh hai cái dạng chính, một là nghị luận xã hội và hai là nghị luận văn học thôi, đúng không nào? Đối với cái dạng làm văn đấy, chưa kể tới những cái phần kiến thức mà các bạn phải ôn để các bạn trả lời cho những cái câu hỏi liên quan tới văn bản nhá. Cái phần đó chị không nói. Nhưng mà nói chung trọng tâm của chúng mình ở đây là chúng ta đang nói về cái câu cảm nhận văn học, cái câu phân tích văn học. Và chị đang muốn nói với các bạn rằng là có rất là nhiều bạn đang cảm thấy kiểu cực kỳ bị mông lung ở phần mở bài. Bởi vì chúng mình tốn quá nhiều thời gian cho cái phần này mà không giải quyết được. Đúng không ạ? Mà không giải quyết được. Ví dụ chị lấy một cái đề bài cho chúng mình đi. Ví dụ chị lấy một cái đề bài cho chúng mình nhá. Được không ạ? Là phân tích bài thơ Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt chẳng hạn, hay là cảm nhận của em về bài thơ Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt. Về bài thơ Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt. Thì các em thường làm như thế nào? Các bạn thường lựa chọn cái cách mở bài như thế nào? Các bạn thường lựa chọn cái cách mở bài như thế nào?
À, các bạn thân mến, có một cái thông tin rất là vui ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay, đó chính là đối với những bạn mà muốn mua sổ tay văn học dành cho các bạn học sinh lớp 9 thì các em sẽ được free ship nếu như mà các bạn đặt ở trong phần phát trực tiếp này nhé. Có nghĩa là nếu như các bạn muốn mua và các bạn có thể comment tại đây rằng là chị ơi em muốn mua sổ tay văn học của chị thì một lát nữa các bạn sẽ được free ship, được không nào? Và chỉ duy nhất trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thôi nha các em nha, chỉ duy nhất trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thôi nha. Đây, quay trở lại với cái đề bài ngày hôm nay, đó chính là cảm nhận của anh chị về bài thơ Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt. Thì ở đây chúng ta sẽ làm những bước như thế nào, và đặc biệt là ở trong phần mở bài, nếu là các em thì các em sẽ lấy ý tưởng từ đâu và bắt đầu từ đâu? Ở đây chúng ta có thể thấy là đây, chúng mình có một cái cuốn sổ tay văn học lớp 9 rất là đẹp ở đây, đúng không ạ? Và đây chính là cái cuốn thơ của chúng mình. Chúng mình sẽ cùng dở bài Bếp Lửa ra cùng với chị nhé. Đây, chúng mình sẽ cùng bỏ bài Bếp Lửa ra cùng với chị. Đây các bạn ơi, không biết là các em đã sở hữu cái cuốn sách này chưa? Chị nghĩ rằng là đây sẽ là một cái món quà rất là tuyệt vời cho các bạn, để các bạn có thể dùng để ôn thi đấy, được không nào? Đây, các bạn nhìn này, Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt. Ngày mai thi văn à? Chị chúc em thi tốt nha. Cố gắng bình tĩnh tự tin để làm bài thật là tốt nha. Đây, Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt. Các bạn thấy không ạ? Rồi, chúng ta có cái phần thông tin về tác giả trước. Và một số bạn thì luôn luôn lựa chọn cách là tôi sẽ dùng thông tin của tác giả để tôi bắt đầu cái bài viết của mình. Chị nghĩ đây là một trong những cách làm rất hợp lý, được không ạ? Đây là một trong những cách làm rất hợp lý, được không nào? Thì đây các bạn có thể thấy này, ví dụ nhé, ở đây chúng mình có rất là nhiều thông tin về Bằng Việt. Bằng Việt bút danh là Nguyễn, Bằng Việt là bút danh của Nguyễn Việt Bằng, được không ạ? Sinh năm 1941 tại Huế, nhưng quê gốc thì ở Thạch Thất, tỉnh Hà Tây, được không ạ? Và cái điều quan trọng hơn là các bạn nhìn này, chúng mình còn có ở đây một cái đoạn để chúng mình viết gì ạ? À, chúng mình có một cái đoạn viết về tác giả đó nữa. Thì nếu như mà các bạn thấy, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái đoạn này để chúng ta đưa nó trở thành cái phần mở bài luôn cho chúng mình, được không ạ? Hãy nhớ là ngày hôm nay bạn nào đăng ký mua sách ở trong phần phát trực tiếp này thì chúng mình sẽ được free ship nhá, được không? Chúng mình sẽ được ưu đãi free ship nha. Có rất là nhiều bạn học sinh lớp 9 đã dinh cái bộ sổ tay về học rồi. Và các bạn ấy nói rằng là chị ơi, thực sự cảm ơn chị rất là nhiều, bởi vì nhờ có cái bộ sổ tay văn học của chị mà đợt vừa rồi em đã vượt qua kỳ thi học kỳ 1 một cách cực kỳ suôn sẻ luôn. Em đã học được rất là nhiều những cái thứ mới, và em cảm thấy rằng là cái việc em lựa chọn mua bộ sổ tay văn học của chị quả thực là không sai. Đối với team của chị Hiên thì đây là một cái niềm tự hào vô cùng lớn lao, thực sự đấy. Bởi vì các em cũng biết rằng các em chính là cái thế hệ đầu tiên được tiếp nhận sổ tay văn học, được không ạ? À, full cả bộ này bao gồm 3 cuốn, được tặng thêm một cái bộ mở bài kết bài siêu cấp. Hiện tại đang có giá là 299.000 cho 3 cuốn em nhé, được không nào? Chúng mình có full tất cả mọi thứ luôn, cả thơ, cả văn xuôi, cả văn học hiện đại, văn học trung đại, tất cả mọi thứ có đầy đủ trong này rồi các em nhé, được không nào? Thế nên là các bạn có thể cân nhắc về cái việc là bây giờ thay vì việc là chúng ta cứ loay hoay thu lượm rất là nhiều những cái tài liệu khác nhau, thì các em hoàn toàn có thể lựa chọn bộ sổ tay văn học để làm cái bộ cứng nhất cho chúng mình, để chúng mình cùng nhau học và ôn thi. Ok chưa nào? Thì đây các bạn nhìn thấy này, chúng mình có hẳn một cái đoạn viết về tác giả. Và chị nghĩ rằng ở cái phần mở bài này, đây sẽ là cái phần rất là tuyệt cho chúng ta nếu như chúng ta sử dụng để chúng ta viết mở bài. Ví dụ nhé, thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Mỹ có sự phát triển rất mạnh mẽ cả về đội ngũ sáng tác và đề tài, chủ đề sáng tác. Các tác giả tập trung biểu hiện những tình cảm, tư tưởng lớn của thời đại, phát hiện và sáng tạo những hình tượng cao đẹp về tổ quốc, dân tộc, về nhân dân, về những thế hệ con người Việt Nam trong cuộc chiến đấu độc lập, bảo vệ độc lập, tự do của tổ quốc, đất nước. Bằng Việt là một trong số những nhà thơ tiêu biểu cho thế hệ nhà thơ trẻ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thơ Bằng Việt cũng mang những đặc điểm thơ ca của thời kỳ này, nhưng nhà thơ cũng có những nét khác biệt riêng khiến bạn đọc nhiều thế hệ vẫn còn nhớ mãi. Nhắc đến Bằng Việt là nhắc đến những trang thơ có giọng điệu tâm tình mượt mà, trong trẻo, tinh tế, vừa sâu lắng, vừa mang tính triết luận, suy tư, với sở trường khai thác sức biểu cảm của kỷ niệm, ký ức và ước mơ tuổi trẻ. Bằng Việt đã thành công ở rất nhiều tác phẩm, ghi dấu ấn khó phai trên thi đàn Việt Nam và trong lòng bạn đọc, được không ạ?
Các bạn ơi, các bạn hoàn toàn có thể chỉ dùng một cái đoạn nhỏ ở phía dưới thôi. Ví dụ nhé, để chúng mình có thể mở bài. Hãy nhớ ghi lại giúp cho chị vào trong vở. Đây là cách số 1, đúng không ạ? Đây là cách số 1. Và cách số 1 của chúng mình là cách mà chúng mình sẽ sử dụng thông tin về tác giả nhá, được không ạ? Thông tin về tác giả như sau. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Bằng Việt được biết đến với hình ảnh của một người nghệ sĩ ẩn mình trong những trang thơ có giọng điệu tâm tình mượt mà, trong trẻo, vừa sâu lắng, vừa mang tính triết luận. Với sở trường khai thác sức biểu cảm của kỷ niệm, ký ức và ước mơ tuổi trẻ, Bằng Việt đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng độc giả với bài thơ gì ạ? Bếp lửa, ví dụ như thế, rất đơn giản. Được không ạ? Rất đơn giản. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một cái mở bài rất đơn giản, bắt đầu từ tác giả này. Được không ạ? Bắt đầu từ tác giả này. Được chưa nào? Sau đấy thì các bạn sẽ thấy là ở trong cái phần này trình bày rất rõ ràng về hoàn cảnh sáng tác, về mạch cảm xúc, về ý nghĩa nhan đề, về rất nhiều những vấn đề khác nhau ở đây. Và sau đó có một cái đoạn viết mẫu để giúp cho các bạn có thể trình bày được về hoàn cảnh sáng tác, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Được không ạ? Đây là cái phần phân tích nội dung, chia ra thành những cái phần chính ở đây. Được không ạ? Chia ra thành bố cục của bài thơ để dễ dàng phân tích. Được không? Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cảm xúc, hồi tưởng những kỷ niệm bên bà và bếp lửa, suy ngẫm về cuộc đời bà và hình ảnh bên bếp lửa, hình ảnh bà và bếp lửa sống mãi trong tâm hồn của người cháu. Được không nào? Đó thì các bạn có thể thấy là đầy đủ hết tất cả mọi phần ở đây. Và ở trong phần này thì đương nhiên là chúng mình sẽ có những cái phần phân tích rất là hay ở đây rồi. Nhưng có một cái phần nữa mà chị nghĩ rằng là các bạn cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu. Bởi vì chị nghĩ rằng đây là một cái phần mà... Đây, các bạn ơi. Được không ạ? Đây là những cái đoạn liên hệ mở rộng để các bạn có thể bắt đầu viết mở bài theo cách thứ hai của chúng mình. Cách thứ hai, chúng mình sẽ mở bài bằng cách là trích dẫn một cái nhận định. Thì nhận định ở đây có thể là một đoạn thơ, có thể là một câu hát, có thể là một lời nhận định của một tác giả nào đó, một nhà phê bình văn học nào đó về tác phẩm này, về tác giả này. Và đây cũng là một cái cách rất là hay mà chị nghĩ rằng nó cũng rất là tự nhiên để các bạn có thể dẫn vào. Ví dụ như ở đây, chúng mình có đoạn thơ Tiếng Gà Trưa của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đây cũng là một cái bài thơ viết về những kỷ niệm, những tình cảm của người cháu đối với người bà. Đúng không ạ? Thì nó chung đề tài mà. Thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu từ cái này. Được không? Ví dụ, Tiếng Gà Trưa mang bao nhiêu hạnh phúc, đêm cháu về nằm mơ, giấc ngủ hồng sắc trứng. Hình ảnh Tiếng Gà Trưa đã trở đi trở lại trong những vần thơ của Xuân Quỳnh để nhắc nhớ cho nhân vật trữ tình về những tình cảm tốt đẹp, những kỷ niệm ấu thơ bên người bà của mình. Cũng nương theo dòng cảm xúc ấy, nhưng lại bắt nguồn từ một hình tượng vô cùng đặc biệt. Nhà thơ Bằng Việt đã để lại những gì ạ? Dư âm tốt đẹp trong lòng người đọc với một bài thơ cũng viết về tình cảm bà cháu gần gũi thắm thiết. Đó là bài thơ Bếp Lửa. Ví dụ như thế. Hiểu chị không ạ? Tức là chị nghĩ rằng đây là một cái cách đơn giản nhưng hiệu quả. Hiệu quả ở chỗ là vẫn ngắn gọn, vẫn đầy đủ, vẫn đáp ứng những cái yêu cầu mà chúng ta cần ở trong một cái phần mở bài. Đó chính là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy là bản thân các bạn cảm thấy rằng cái cách này nó hay ho hơn. Bởi vì chúng ta đưa ra được một cái phần liên hệ mở rộng ở đây. Được không ạ? Nhá. Trời ơi, em mới trúng câu hỏi này trong bài gì đây? Trong bài Bếp Lửa luôn à? Ôi thế á. Trời ơi. Đó các bạn ơi, thế nên là chị nghĩ rằng là cái việc mà các bạn lựa chọn mua sổ tay văn học sẽ là một cái quyết định không phải là bây giờ không còn sớm nữa rồi. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì cũng không phải là một cái quyết định quá muộn. Nếu như các bạn cảm thấy là các bạn đang cần một cái tài liệu để bản thân các bạn có thể tăng cái vốn từ của mình này, có một cái tư duy khác về việc học môn văn, khoa học hơn, logic hơn, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bộ sổ tay văn học này nhé. Và như chị đã nói rồi, trong buổi livestream ngày hôm nay, đối với những bạn nào mà đặt mua thì chúng mình sẽ được free ship nhé. Được không ạ? Thì chúng mình sẽ được free ship. Được không nào? Rất là hiếm hoi thì team học văn chị Hiên mới tổ chức một cái đợt free ship như vậy. Mà chỉ có là trong gì ạ? Chỉ có là trong cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay thôi. Nhưng mà chị biết rằng là có vẻ như là đối với các bạn lớp 9 ấy,
thì sổ tay văn học vẫn còn là một cái gì đấy nó rất là mới mẻ và lạ lẫm. Rồi sau này các em sẽ quen dần thôi, bởi vì sổ tay văn học chính là một trong những gọi là một trong những cái gọi là rất là gần, đúng không ạ? Là một trong những cái đặc trưng với cả team chị Hiên luôn. Nên chị mong là bản thân các bạn có thể gọi là thử cho mình một cái cơ hội và cho team học văn chị Hiên một cái cơ hội để xem là sổ tay văn học có đúng hiệu quả như lời đồn hay không. Được không nào? Rồi các bạn ơi, đây nào, quay trở lại. Đấy, thì cái cách thứ hai chúng mình có thể sử dụng, đó là cái cách mà chị đã dùng luôn hai cách đấy. Một là dựa vào đề tài, và hai là dựa vào một cái nhận định luôn. Được không ạ? Một là dựa vào đề tài, mà hai là dựa vào một cái nhận định luôn. Dựa vào đề tài ở đây, chúng ta thấy đề tài ở đây chính là đề tài gì ạ? Là đề tài bà cháu, đúng không nào? Tình cảm bà cháu, tình cảm của người cháu dành cho người bà. Viết về những cái kỷ niệm, ký ức tuổi thơ. Được không ạ? Rồi, thế thì cũng dựa trên cái cách, cách thứ ba của chúng ta, đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ dựa vào cái gì nhỉ? À, chúng ta sẽ dựa vào một cái nhận định. Và vừa rồi thì chị đã dựa vào một cái nhận định, đó chính là một cái bài thơ cùng viết về đề tài, được không ạ? Trong bài thơ Tiếng Gà Trưa của nhà thơ Xuân Quỳnh. Hoặc là nếu như mà các bạn muốn làm một cái cách khác cũng với cái dạng đề này, thì các em hoàn toàn có thể sử dụng một cái đoạn thơ nói về tình yêu quê hương đất nước, để khơi gợi lại trong lòng người đọc những cái cảm xúc tốt đẹp, được không ạ? Ví dụ: quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Có lẽ cũng bởi lý do này mà có rất nhiều những người Việt đi xa, nhưng trong trái tim của họ lại luôn mang theo bên mình hình ảnh về đất nước, về quê hương thân thuộc. Và cũng có một người nghệ sĩ, trong chuyến hành trình tìm kiếm tri thức xa thăm thẳm của mình, đã có những giây phút nhìn thấy ngọn khói con tàu và nhớ về những kỷ niệm thuở ấu thơ bên người bà thân yêu của mình. Không ai khác, đó chính là nhà thơ Bằng Việt, với một bài thơ nổi tiếng của tác giả này, bài thơ Bếp Lửa. Và bài thơ này đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc với tình cảm tốt đẹp của người cháu dành cho người bà suốt quãng đời ấu thơ của mình. Ví dụ là như thế. Được không? Được không? Ngắn gọn nhưng hiệu quả. Quan trọng là hiệu quả. Ok không ạ? Quan trọng là hiệu quả. Nhá. Được không nào? Quan trọng là chúng mình vẫn phải nói được cái chúng mình cần trình bày. Quan trọng là chúng mình vẫn phải nói được cái mà chúng mình phải làm rõ. Và quan trọng là vẫn phải nhắc đến cái vấn đề cần nghị luận và dẫn nó vào một cách rất là khéo léo, rất là uyển chuyển. Chứ không phải là một cái cách nó hơi bị, gọi là chị hơi dùng một cái từ đó là gì nhỉ? Hơi thô giống như các em. Tức là chỉ nghĩ là cứ dẫn được ra cái đó là dẫn được ra. Thì ở trong này chúng mình có rất là nhiều những cái phần liên hệ mở rộng ở đây nhá. Các bạn có thể sử dụng cái phần này để các bạn dùng cho phần mở bài, dùng cho phần kết bài đều được. Và các bạn cũng có thể gì ạ? Dùng nó để các bạn đưa vào cái phần phân tích để làm cho bài viết của chúng ta trở nên phong phú hơn, toàn diện hơn nữa. Được không nào? Từ bấy đến giờ thì chỉ toàn chị nói thôi. Bây giờ các em có muốn đặt ra câu hỏi gì cho chị không? À ok. Đấy là một cái câu hỏi khá là đơn giản đúng không Bảo Bình? Nào các bạn ơi, các em có muốn đặt ra câu hỏi gì cho chị không ạ? Liên quan tới phần mở bài, hoặc là liên quan tới những cái vấn đề trong dạng đề cảm nhận văn học, hay là trong dạng đề phân tích văn học, chị sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn. Nào các bạn ơi, có câu hỏi gì không ạ? Tầm này thì có vẻ như là các bạn một là đi học thêm này, hai là đang nấu cơm này. Mỗi người sẽ có một cái hoạt động riêng đúng không? Nhưng mà bởi vì là chỉ có cái khoảng trống ở trong thời điểm này, thế nên là chị đã phát trực tiếp cùng với các bạn ở trong thời gian này. Các em sau này cũng sẽ phải quen dần với cái kiểu phát trực tiếp gọi là đôi khi là rất là vớ vẩn của chị đi. Rồi các bạn ơi, các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi gì muốn dành cho chị không ạ? Các bạn có câu hỏi gì muốn dành cho chị không? Nào thoải mái. Đang cảm thấy mình đang khúc mắc ở vấn đề gì, hay muốn được giải đáp về vấn đề gì, thì cũng có thể đặt ra câu hỏi cho chị để chúng mình cùng với nhau chia sẻ với nhau. Được không nào? Có vấn đề gì không ạ? Cảm ơn Giang nhá. Cảm ơn em bởi vì đã dành lời khen dành cho bộ sổ tay văn học của chị. Đây các bạn có thể nhìn này. Đây là bộ sổ tay văn học của team học văn chị Hiên. Và đây là cái món quà tặng kèm cho các bạn. Sắp tới thì các bạn sẽ được tặng kèm bookmark kiểu như là hình Tết năm mới ấy, lì xì ấy, kiểu xịn kinh khủng luôn. Đấy, thế nên là nhanh tay dinh về một bộ thôi, đúng không ạ? Đây, đây là cuốn thơ này. À, đây là cuốn thơ. Đương nhiên rồi,
Đương nhiên rồi Nga ơi, đây sẽ là cái bộ sổ tay để giúp cho các bạn có thể ôn thi trong cái kỳ thi thi lên lớp 10 sắp tới, được không ạ? Và giúp hỗ trợ cho các bạn thi cả những cái kỳ thi học kỳ nữa, kỳ thi giữa kỳ nữa. Đây, đây là sổ tay văn học lớp 9 này, đây là bộ thơ này, hành trình về miền ký ức. Đây là bộ văn xuôi, những mảnh ghép trong tim, tập 2. Và đây là một cái tập đặc biệt, đây là thương nhớ ngày xưa. Đây là sổ tay văn học, trình bày kiến thức về các tác phẩm trung đại nhé. Được không nào? À ok, được chứ. Được nha Phương Anh. Vận dụng thêm em nhé. Nào các bạn ơi, có bất cứ câu hỏi gì thì đặt ra cho chị nào, để chị có thể giải đáp cho các bạn. Không lẽ là các bạn không gặp khúc mắc gì à? Các bạn không gặp khúc mắc gì à? À, Minh Thư, chị ơi em muốn đăng ký sổ tay văn học ạ. Ok, thế thì chị admin sẽ chốt cho bạn Minh Thư nhé. Bạn ấy đăng ký một bộ sổ tay văn học, cuối cùng thì cũng đã quyết định sau những kiểu như là cảm thấy lạ lẫm yên tâm. Chị có thể cam đoan với các bạn, chị có thể cam kết với các bạn về cái sự lựa chọn này. Về cái sự lựa chọn này, chị có thể cam kết với các bạn. Chị biết là ở cái lứa tuổi của các em thì chị nói thật nhá, là đôi khi các bạn không có niềm tin lắm vào những thứ ở trên mạng. Chị nói thật là như vậy. Nhưng mà những ai, kể cả thực ra thì học văn chị Hiên đây không phải là làm lần đầu tiên đối với các em, mà là đối với các anh chị trung học phổ thông thì đã làm được rất là nhiều năm rồi. Và các em có thể tham khảo trên cả page học văn chị Hiên của chị nữa. Đó là cái page dành cho các bạn trung học phổ thông. Ok, bạn Nguyệt Trúc đăng ký một bộ này, trung học phổ thông. Thì các anh chị ấy đều rất là ưu ái và ưu tiên khi lựa chọn sổ tay văn học. Giống như kiểu nó trở thành một cái bộ sách kiểu quen thuộc lắm luôn rồi ấy. Cứ nhắc tới học văn chị Hiên là sẽ nhắc tới sổ tay văn học. Đó, thế nên là chị nghĩ rằng là hãy cho bản thân mình một cơ hội, và hãy cho team chị Hiên một cơ hội. Chúng ta tiếp cận với một cái sản phẩm mới để chúng ta xem là nó có xịn, sang xịn mịn đúng như thế không. À, có một cái nữa chị chưa nói với các bạn là ở trong cái cuốn sổ tay này nhá, nó không chỉ là sách để các bạn đọc đâu, mà nó còn là sách để các bạn nghe nữa. Bởi vì một trong những cái điều rất là hay ho là chúng mình có audio văn học đi kèm với các tác phẩm. Và các bạn chỉ cần mở audio văn học lên thôi là các bạn đã có thể khám phá ra rất là nhiều thứ. Đôi khi kiểu các bạn bị mệt ấy, là các bạn có thể nghe được gì ạ? À, là các bạn có thể nghe được audio văn học ấy. Được không nào? Đây, chị sẽ mở cho các bạn xem này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đợi chị một chút nhé. Nhiều bạn vẫn không biết là audio văn học là cái gì. Đây, được rồi, ok, chị xem nhá. Chị ơi, nghị luận văn học thì mình cần tìm hiểu gì để phân tích, để cho tròn điểm nhất ạ? Trước tiên này, trước tiên ấy là em phải biết là chúng mình cần phải có những cái yếu tố gì để hoàn thành được một cái bài phân tích văn học. Thì cái phần phân tích văn học này chúng mình sẽ bao gồm các yếu tố như sau. Một là em phải chắc về kiến thức nền. Thứ hai là em phải có phương pháp làm bài đúng. Thứ ba là em phải có phần diễn đạt mượt mà trôi chảy. Thứ tư là em phải có liên hệ mở rộng để cho bài viết của em phong phú hơn. Và thứ năm là em phải có được cái cá tính riêng của em, cái sự sáng tạo riêng của em trong bài viết. Và quan trọng hơn nữa đó là cái sự trình bày nó phải sạch sẽ, rõ ràng, gọn gàng. Được không ạ? Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là em phải đáp ứng mọi cái yếu tố đấy. Trước tiên là em phải có phương pháp đúng. Được không ạ? Thì phương pháp là cái mà chị đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Là cái mà chúng ta phải biết là mở bài cần làm gì, thân bài cần làm gì và kết bài cần làm gì. Làm một cái dạng đề nghị luận văn học cần phải có những bước gì. Cái thứ hai là kiến thức nền. Thì đây, cái quyển này là quyển cung cấp cho các bạn. Thứ nhất, kiến thức nền. Thứ hai, diễn đạt làm sao cho trôi chảy mượt mà. Thứ ba, liên hệ mở rộng. Còn đương nhiên cái phần cá tính và phần trình bày là phải phụ thuộc vào các bạn thôi. Được không ạ? Nó phải phụ thuộc vào các bạn thôi. Được không nào? Đấy, thế nên là Hằng ơi chú ý giúp chị nhá. Rồi Thảo Nguyên ơi, bộ này có giá là 299.000 cho 3 cuốn em nha. Được tặng thêm một bộ mở bài kết bài nhá. Được tặng thêm một bộ mở bài kết bài. Ok, chốt thêm một bộ nữa cho bạn Mai nhá. Rồi các bạn ơi, rất là hiếm khi học văn chị Hiên tổ chức một cái đợt free ship như thế này. Được không ạ? Và như chị đã nói với các bạn, nhắc lại đây là lần thứ 3 rồi. Hãy cho bản thân một cái cơ hội mới, và hãy cho team chị Hiên một cái cơ hội mới để bản thân bọn chị có thể giúp đỡ các em tốt hơn, học tốt hơn. Và quan trọng là giúp cho các em thắp lên cái tình yêu đối với môn văn ấy. Bởi vì chị hiểu được rằng là thật ra cái phần kiến thức chị cung cấp cho các bạn là một phần, nhưng cái điều quan trọng hơn ấy là bản thân các bạn phải yêu môn văn cơ. Đấy mới là điều khó. Nên là mong mỏi rằng là sẽ có thể thắp lên được trong các em niềm yêu thích môn văn. Bởi vì chị biết rằng là
khi mà các bạn đã yêu thích một cái gì đó rồi thì các bạn sẽ dành rất nhiều thời gian, dành rất nhiều tâm sức cho cái đó. Và điều đó sẽ là cái điều quyết định. Đó sẽ là cái điều quyết định để bản thân các bạn có thể học tốt hơn môn văn. Không thể phủ nhận được điều này, đúng không nào? Rồi các bạn ơi, nào, tình hình là như thế. Bây giờ có bạn nào mà tiếp tục có những cái câu hỏi, đừng ngại hỏi nhá. Khi mà chúng mình chưa biết thì các em đừng ngại hỏi, được không ạ? Khi mà chúng mình chưa biết thì các bạn đừng ngại hỏi. Đây, ví dụ nhá. Ví dụ chị có thể cho các bạn nghe một cái audio của chị, được không ạ? Chị có thể cho các bạn nghe một cái audio của chị. Các em cứ bình tĩnh. Ví dụ, đây, chúng mình sẽ có một cái audio như thế này. À, nhìn sách mà mê quá trời luôn. Các em chỉ cần lên đây, các em chỉ cần lên YouTube, các em gõ ra đây là audio văn học là ra hết luôn. Được không ạ? Đây, ví dụ nhá, một cái audio văn học lớp 12 nhá. Các anh chị lớp 12 thì đã rất là quen với những cái này rồi. Nhưng mà chị thì chị nghĩ là các em chưa quen lắm. Đây, ví dụ như một cái này. Được không ạ? Chỉ cần lên YouTube tìm gõ ra là audio văn học thì chỉ có audio văn học ở Team Học Văn Chị Hiên thôi. Được không? Thì tương tự đối với các em cũng là như vậy. Về một trong số những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm, đó chính là Trích Đoạn Nát. Đây không chỉ là sách đọc mà còn là sách nói, được không? Ở phần audio trước, lúc nào cảm thấy mệt ấy thì bỏ audio ra xem, ra nghe. Và chúng ta cũng đã cùng với nhau tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này. Ở trong phần audio ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại để cùng đi khám phá về 9 câu thơ đầu trong bài thơ Đất Nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm các bạn nhé. Được không? Nguyễn Khoa Điểm là một trong những nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, với những tác phẩm tiêu biểu như Đất Ngoại Ô, Mặt Đường Khát Vọng. Đất Nước là Trích Đoạn, Trích Chương 5, Chương ca Mặt Đường Khát Vọng, được hoàn thành ở chiến khu Đình Trị Hiên vào năm 1971. Trong thời kỳ bom rơi đạn nổ, vô cùng gian lao của dân tộc, tác phẩm này đã mang một ý nghĩa vô cùng lớn. Nó giống như một tiếng chuông để thức tỉnh tuổi trẻ Việt Nam xuống đường đấu tranh. Đấy, kiểu như vậy, được không ạ? Các bạn có thể tìm ở trên YouTube rất nhiều. Người Nga Elia Ehrenburg từng viết trong tác phẩm của mình. À, chị đang lấy ví dụ minh họa. Lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu tư tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Chỉ những lời văn của người nghệ sĩ này khi mà viết tới đã tạo ra bất cứ một người đọc nào cũng có trong mình thật là nhiều những cảm xúc dành cho hai từ phục. Đương nhiên rồi, đương nhiên là có lớp 9 nữa. Chị đang nói là gì? Chị đang nói các bạn là chúng mình có audio văn học dành cho các bạn lớp 9 nhá. Và khi mà các bạn sở hữu trong tay bộ sổ tay văn học này rồi thì chỉ bằng một cái thao tác rất là nhỏ thôi, đó chính là các bạn dùng chiếc điện thoại của mình, smartphone của mình, các bạn quét mã QR ra là các bạn có thể nghe audio, các bạn không đọc nữa, được không ạ? Thì chị đang muốn nhấn mạnh với các bạn là đây vừa là sách để đọc và vừa là sách để nghe nữa, vừa là sách nói nữa, được không nào? Rồi, ok. Các bạn ơi, nếu như mà không có câu hỏi gì nữa thì có lẽ là chị em mình sẽ kết thúc phần phát trực tiếp ở đây nhá. Ok không? Chị em mình sẽ kết thúc phần phát trực tiếp ở đây nhá. Chị mong rằng là bản thân các bạn có thể tìm hiểu nhiều thêm, cho mình cái thời gian tìm hiểu nhiều thêm về bộ sổ tay văn học rất hữu ích này. Và các em hoàn toàn có thể nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở để có thể nhận những cái thông tin bộ đọc thử về bộ sổ tay văn học này, để chúng mình có thêm niềm tin để có thể... Sao thế em? Em hỏi gì thế? Để chúng mình có thể học chăm chỉ hơn và đạt được kết quả cũng như thành tích cao hơn nhá. Được không nào? Ừ, có vấn đề gì thế em? Có vấn đề gì thế em? À, có bộ soạn văn mà đúng không? Có bộ soạn văn mà em gửi gì nhở? Em gửi tin nhắn về cho admin fanpage đi. Rồi các anh chị sẽ gửi cho em nhá.
Các anh chị sẽ gửi cho em gửi có mà. Nên là em cứ gửi về tin nhắn về cho admin fanpage học văn chị Hiên đi nhá. Có, em nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên giúp chị đúng không nào? Em tin đi, các anh chị ở trong ban quản trị admin sẽ ban quản trị page sẽ gửi cho em. Được không nào? Có mà, rất là nhiều bạn đã nhận rồi đấy. Ok không nào? Rồi các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất nhiều bởi vì ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị. Nếu như các bạn muốn chị sẽ giảng thêm về phần kiến thức nào hay là về tác phẩm nào các em muốn nghe thêm thì chúng mình sẽ gặp lại nhau ở trong buổi phát trực tiếp tiếp theo nhé. Còn ngày hôm nay thì có lẽ là chị em mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian cho chị và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nha. Được không nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!